Theo ý của mình là khách hàng muốn chiếc nhẫn nó phải to, full kim cương vành, của ý khách hàng, xong rồi khách hàng chốt phương án các kiểu, là Kỳ Lăng mới phác thảo tất cả vàng, đó là vàng Kỳ Lăng làm vàng 18K U750. Kỳ Lăng kính chào quý khách. Kỳ Lăng sẽ giới thiệu với khách dịch vụ làm nhẫn handmade Kỳ Lăng, cũng như là cung cấp đá Sophia, đá Ruby, những loại đá quý trong tự nhiên, thiên nhiên cho tất cả khách hàng. Thì đây là một chiếc nhẫn mà khách hàng đã đặt. Theo ý của mình là khách hàng muốn chiếc nhẫn nó phải to, full kim cương vành và vàng rô, vàng hồng đến một viên Sophia. Thì cuối cùng Kỳ Lăng đã hoàn tất như thế này. Thì đầu tiên cũng mất mấy ngày để mà Kỳ Lăng hội ý với khách hàng, hội ý khách hàng xong rồi khách hàng chốt phương án các kiểu, rồi Kỳ Lăng mới phác thảo xong rồi gửi 2D cho khách hàng xem, rồi khách hàng góp ý, rồi Kỳ Lăng mới chỉnh sửa lại, rồi chỉnh sửa qua lại vài lần, cuối cùng Kỳ Lăng đã hoàn tất được bản 3D và gửi cho khách hàng. Cuối cùng thì chốt phương án và tiến hành được sản phẩm như ngày hôm nay, và Kỳ Lăng chuẩn bị ngày mai bàn giao rồi, cho nên là tiện lúc này Kỳ Lăng xin phép làm clip này để giới thiệu với khách luôn. Đây là một viên Sophia và Kỳ Lăng sẽ làm cho chính bản thân mình. Đối với Sophia hạt Ruby thì Kỳ Lăng luôn luôn có sẵn những viên thiên nhiên. Vì vậy Kỳ Lăng muốn quý khách là đến với showroom của Kỳ Lăng để giao lưu, để chọn những viên đẹp, và Kỳ Lăng sẽ lên ý tưởng cùng với quý khách lên thiết kế và tạo thành những siêu phẩm. Tất cả những sản phẩm Kỳ Lăng làm bằng vàng là vàng 18K hết, cho dù vàng trắng, vàng hồng, vàng rô, hồng, vàng chanh, vàng vàng, tất cả vàng đó là vàng Kỳ Lăng làm vàng 18K U750, đúc chuẩn cho như vậy. Một chiếc nhẫn với công nghệ đúc không bao giờ bị bọt và đính hột không bao giờ bị rớt. Và đối với kim cương hoặc là nói chung là đá quý thiên nhiên, tất cả đá quý đều là thiên nhiên hết, và Kỳ Lăng luôn có sẵn rất nhiều những viên đá thiên nhiên. Nhưng mà nói trước là Kỳ Lăng chỉ chọn những viên đá thiên nhiên cao cấp, đặc biệt ví dụ như viên Sophia này. Nếu như có những bác nào chuyên chơi đá trong đây thì nhìn clip này, nhìn cận cảnh thì sẽ biết được viên đá này nó quý như thế nào và giá trị nó như thế nào. Thì tùy vào viên đá, có những viên đá nó còn mắc hơn cả kim cương, đó là những viên đá quý thực thụ. Thì Kỳ Lăng chuyên về đồ luxury, chuyên về đồ cao cấp, nên tất cả những viên đá Kỳ Lăng chọn cũng là những viên đá cao cấp như vậy, chứ không chọn phân khúc thấp. Tất cả những phân khúc Kỳ Lăng đang kinh doanh cũng như đang giao lưu toàn là tất cả những phân khúc rất là cao cấp. Hy vọng là sẽ giao lưu được với tất cả những khách hàng, những bác nào đam mê những sản phẩm siêu cao cấp. Vâng, và như vậy Kỳ Lăng đã giới thiệu sơ qua về dịch vụ sản phẩm nữ trang cũng như là đá quý Sophia Ruby, tất cả những loại đá quý cao cấp và siêu cao cấp. Đến đây là kết thúc. Hy vọng sẽ giao lưu được với rất nhiều khách hàng. Và một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn tất cả các khách đã đồng hành, đã quan tâm, đã theo dõi, đã coi clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng rất là cảm ơn vì quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip. Và một lần nữa Kỳ Lăng chúc quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, và hãy đến với showroom của Kỳ Lăng Luxury. Nếu như khách ở xa thì có thể gọi hotline 0901 247 247 hoặc là truy cập trực tiếp website để mà theo dõi những sản phẩm mới nhất cập nhật, hoặc là kết nối Zalo qua số điện thoại hotline 0901 247 247. Nếu quý khách ở gần thì hãy đến với showroom của Kỳ Lăng Luxury để mà giao lưu trực tiếp. Ở xa thì Kỳ Lăng sẽ phục vụ tận nơi. Ở gần thì xin mời khách đến với showroom để giao lưu, hoặc nếu như quý khách có nhu cầu phục vụ tận nơi, Kỳ Lăng luôn sẵn sàng. Và bây giờ thì xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những clip hấp dẫn tiếp theo nữa nha. Xin chào.